Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, tức là tu hành trí nhất thiết, cũng là tu hành trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Lại nữa thiện hiện, bát nhã ba la mật đa sâu xa, tùy theo chỗ đi mà sở hữu tất cả ba la mật đa và tất cả pháp phần bồ đề khác đều đi theo bát nhã ba la mật đa sâu xa, tùy theo chỗ đến mà sở hữu tất cả ba la mật đa và tất cả pháp phần bồ đề khác đều theo chỗ đến. Này thiện hiện, như chuyển luân thánh vương có 4 đội quân dõng mãnh, tùy theo vị luân vương ấy đi đâu thì 4 đội quân dõng mãnh ấy đều đi theo, tùy theo vị luân vương ấy đến chỗ nào thì 4 đội quân dõng mãnh ấy đều theo đến. Bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng như vậy, tùy chỗ có đi và tùy chỗ có đến, sở hữu tất cả ba la mật đa và các pháp phần bồ đề khác đều đi theo, cứu cánh là đến trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, như người đánh xe giỏi, đánh xe tứ mã, tránh được đường hiểm, đi trên đường tránh tùy theo ý mình, có thể đến được chỗ đến. Bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng như vậy, khéo điều khiển tất cả ba la mật đa và tất cả pháp phần bồ đề khác, tránh được đường hiểm sanh tử niết bàn, đi trên đường tránh tự lợi lợi tha, đến chỗ sở cầu là trí nhất thiết trí. Khi ấy cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là đạo, thế nào là chẳng đạo của Đại Bồ Tát? Phật dạy: Này thiện hiện, đạo của các phàm phu chẳng phải là đạo của các Đại Bồ Tát, đạo của các thanh văn chẳng phải là đạo của các Đại Bồ Tát, đạo của các độc giác chẳng phải là đạo của các Đại Bồ Tát, đạo tự lợi lợi tha là đạo của các Đại Bồ Tát, đạo trí nhất thiết trí là đạo của các Đại Bồ Tát, đạo chẳng trụ sanh tử và niết bàn là đạo của các Đại Bồ Tát. Này thiện hiện, đó là đạo và chẳng phải đạo của Đại Bồ Tát. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật đa sâu xa xuất hiện thế gian là vì đại sự, đó là chỉ rõ cho các Đại Bồ Tát tướng đạo và chẳng phải đạo, làm cho các Đại Bồ Tát biết đó là đạo, đó chẳng phải là đạo, để có thể mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Phật dạy: Này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Bát nhã ba la mật đa sâu xa xuất hiện thế gian là vì đại sự, đó là chỉ rõ cho các Đại Bồ Tát tướng đạo và chẳng phải đạo, để cho các Đại Bồ Tát biết đó là đạo, đó chẳng phải là đạo, có thể mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Lại nữa thiện hiện, bát nhã ba la mật đa sâu xa xuất hiện thế gian là vì đại sự, đó là độ thoát vô lượng vô số vô biên hữu tình, đạt được lợi ích an lạc. Này thiện hiện, bát nhã ba la mật đa sâu xa tuy đem lại vô biên sự lợi lạc cho người, nhưng đối với sự việc này không thủ trước.